bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Dàn phi công của các chị đẹp 685 lệ dịn nên duyên cùng hai cực phẩm. Các mỹ nhân 685 của Hoa Ngự không ít lần nên duyên cùng đàn em kém tuổi. Vậy nhưng theo mình thấy thì đa số họ đều trông rất đẹp đôi và có những tương tác cực ngọt mà không hề vấp phải vấn đề gì về khoảng cách tuổi tác. Tổng Thiến, mỹ nhân sinh năm 1987, trở lại quê nhà Trung Quốc sau hoạt động khoảng thời gian dài đồng hành cùng nhóm nhạc FX tại Hàn. Và dĩ nhiên cô đã đạt được những thành công đáng chú ý và góp mặt vào dàn tiểu hoa nổi tiếng 685 của Cbiz. Đặc biệt, dù sở hữu vẻ ngoài dịu dàng và nhìn khá trưởng thành, nhưng khi hợp tác với các nam thần kém tuổi, Tổng Thiến hoàn toàn chinh phục khán giả bởi sự đẹp đôi của cô và các bạn diễn. Kết ái, mối tình đầu của đại nhân Thiên Tế chính là bộ phim hiện đại đã tác hợp cho cô và nam diễn viên Hoàng Cảnh Du. Hơn kém nhau 5 tuổi, nhưng cả hai đã có màn kết hợp vô cùng cuốn hút trên phim. Sở dĩ Hoàng Cảnh Du và Tổng Thiến trông hợp nhau đến vậy là vì Tổng Thiến thì trông đằm thắm, xinh đẹp, đứng bên Cảnh Du cao lớn, trưởng thành, nên khi xem phim, đôi khi dân tình còn lầm tưởng rằng Cảnh Du hơn tuổi cô. Đóng cùng bạn diễn kém 5 tuổi đã là gì, Tổng Thiến còn từng nên duyên cùng mỹ nam kém mình cả một con giáp Tống Uy Long. Cặp chị em nhà họ Tống này khiến dân tình u mê bởi họ trông quá đội tình tứ khi đóng chung trong Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc. Trong phim, Tống Uy Long điện trai, lịch thiệp nhưng đôi khi rất trẻ con bên cạnh Tổng Thiến chững chạc nhưng lại vụng về khi yêu đương, khiến con tim người xem đập loạn nhịp. Angela Baby, mình thấy bỏ qua diễn xuất thường gây tranh cãi thì dù có một điều mà không thể phủ nhận chính là bạn có thể tin tưởng hoàn toàn vào nhan sắc của Baby. Dù đã là bà mẹ một con, nhưng cô nàng lúc nào cũng rất trẻ trung với đôi mắt to tròn, nụ cười tỏa sáng rực rỡ. Sắp tới đây, danh sách bản diện cực phẩm của nàng Tiểu Hoa lại bỏ túi thêm một nam thần vừa cao, vừa trẻ, vừa đẹp là Lại Quán Lâm. Cả hai được mong chờ sẽ tạo nên sự bùng nổ visual trong dáng vẻ nên có của tình yêu. Đóng cùng mỹ nam sinh năm 2001, nhưng với sự trẻ đẹp vốn có, thì Baby và Quán Lâm vẫn vô cùng hòa hợp và giống như những người bạn đồng lứa trong các hình ảnh hậu trường. Dương Mịch cũng là sao nữ khá có duyên với các bạn diễn kém tuổi. Một điều mình thích ở Dương Mịch chính là cô có khả năng tạo nên cảm giác khắp bồ cực mạnh mỗi khi thành đôi với bất cứ nam thần nào. Trong năm nay, khi bộ phim Định Luật Tình Yêu 80/20 lên sóng, thì hẳn là dân tình sẽ được fan suýt xoa trước độ đẹp đôi và ôm mặt ngại ngùng bởi độ tình tứ của Dương Mịch và Hứa Khải. Hơn kém nhau 9 tuổi, nhưng cả hai đã cho các fan thấy cảm giác ngọt ngào đúng chuẩn cặp đôi đang yêu của họ, như là các fan sẽ phải ăn cậu lương ngập mặt cho mà xem. Bên cạnh Hứa Khải thì Dương Mịch cũng đã có lần kết hợp với đàn em kém mình cũng khá tuổi là Hoàng Tự Thao trong Người Đàm Phán. Dù diễn xuất của Hoàng Tự Thao trong phim nhận phải nhiều lời phê bình và Người Đàm Phán không đạt thành công như mong đợi, nhưng mình thấy về khoản nhan sắc của cả hai thì không có gì để chê. Cạnh Điểm, đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh, Cạnh Điểm sở hữu gương mặt kiều diễm, quý phái, khí chất cô toát ra tựa như tiểu thư nhà quyền quý. Dù năm nay đã 34 tuổi, nhưng mình thấy Cạnh Điểm ngày càng trẻ trung và xinh đẹp. Minh chứng cho nhan sắc thăng hạng vượt bậc ấy là khi cô thụ vai bạn yêu trong bộ phim Tư Đẳng, hợp tác cùng nam thần Trương Bân Bân. Thành công của Tư Đẳng thật sự là cú vực dậy sự nghiệp cho cả nữ diễn viên và Trương Bân Bân. Lớn tuổi hơn năm 9 là thế, nhưng nhờ vẻ đẹp đỉnh cao, sự yêu kiều khi diện sườn xám và hơn nữa là gương mặt nam tính, cực kỳ phong độ và chững chạc của Bân Bân mà hai người đã tạo nên một couple hoàn mỹ được các fan đậy thuyền nhiệt tình. Ngoài việc là một mỹ nhân vạn người mê thì Cạnh Điểm còn có biệt danh là Thành Spoil khi cô vô tình nhắc đến chuyện kết hôn của Hứa Ngụy Châu trong khoảng thời gian cả hai quảng bá cho bộ phim Lưu Quang Chi Thành. Bỏ qua việc đó, Cạnh Điểm lại có thêm một phi công điện trai nữa trong danh sách bạn diện của mình. Triệu Lệ Dịnh, chốt sổ không ai khác chính là nữ hoàng rating Triệu Lệ Dịnh của chúng ta. Nhờ có gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn long lanh mà lúc nào trong Triệu Lệ Dịnh cũng trẻ hơn tuổi thật, nên không lạ khi đóng chung với nam chính nhỏ hơn tuổi. Khi cô và bạn diện cũng không để lộ chút khoảng cách tuổi tác nào. Qua bao năm thì đôi chín huyền thoại. Qua bao năm thì đôi chín huyền thoại của Sở Kiều Truyện là Triệu Lệ Dịnh và Lâm Canh Tân vẫn khiến bao người hâm mộ không ngừng u mê. Chỉ kém Lệ Dịnh một tuổi, cộng thêm thân hình cao lớn, gương mặt lạnh lùng, chững chạc nên trông Lệ Dịnh lúc nào cũng bé bỏng khi đứng ở bên cạnh Canh Tân. Trời ạ, hai người họ đúng là đẹp hết phần thiên hạ mà. Khá ít nên duyên cùng các nam thần kém tuổi, nhưng Lệ Dịnh đã chịu chơi lớn khi kết đôi cùng hậu bối kém tận 10 tuổi Vừa Nhất Bác trong Hữu Phỉ. Ban đầu rất nhiều người cho rằng cả hai sẽ nhìn như chị em khi đóng chung, nhưng không hề nha, cặp đôi tượng không hợp nhưng hợp không tượng này cũng hòa hợp và tình tứ với nhau chẳng kém gì cả.
các nữ thần sau 85 đều chứng minh nhan sắc không phải dạng vừa khi đóng cùng với các mỹ nam kém tuổi. Họ chẳng những không khiến người xem cảm thấy thiếu đi cảm giác của một đôi đang yêu vì khoảng cách tuổi tác, mà còn tạo nên các couple vô cùng bùng nổ về. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.